Chưa đang ngủ lại mò mẫm sang đây, không biết rình mò ăn trộm ăn cắp cái gì. Là bà mà phải đi giặt một đống đồ, bực hết cả mình ra. Phương, chú làm chú rất cả mình ra. Mà chú sang đây làm cái gì đấy ạ? Thì có việc thì chú mới sang đây chứ. Sao hôm nay giặt nhiều đồ nhạy cảm về cháu? Mà chú xem thế nào chứ cháu thấy an ninh phòng này không ổn đâu. Trưa nay cháu vừa bị đột nhập đấy. Ủa thế á? Đứa nào dám đột nhập vào nhà cháu ấy? Cháu xử lý hết chúng nó rồi. Còn đợi chú hỏi á thì cháu đã lên bàn thờ bắt con gà ngồi với ông bà rồi. Mà chú sang đây có việc gì đấy? À đấy, mày cứ làm chú quên. Chú tìm cho mày được vị trí đắc địa rồi đấy. Nhanh thế hả chú? Ừ, chú mới làm việc. Cái chỗ này quá đẹp để cho cháu hành nghề luôn. Được đấy nhở. Thế có gần đây không chú? Chú dẫn cháu đi xem luôn. Đi luôn. Ồ, đây nhá. Chú, đi. Đấy. Chưa, đúng chỗ này không? Chính nó, ông Lâm dẫn gái về, còn mở cả quán nước cho nó nữa. Chó má. Này này, em với chị ra dò la xem có moi móc tí thông tin được không? Từ từ đã, phải lên kế hoạch kỹ càng đã. Mới mở, mời hai chị ngồi. Thế chị với cô uống gì nhở? Ôi dồi ôi, cháu gái ơi là cháu gái, sao cô biết mở quán nước ở đây là vi phạm chính quyền hay không? Vi phạm gì? Mở ở đây là công an nó đến bắt đấy. Thôi, không nói nhiều nữa, dọn hàng vào đi cháu. Không ngồi đây tí công an người ta đến là người ta bắt lại ảnh hưởng cả làng cả xóm. Đúng rồi đấy, cô Hường là người ở đây lâu năm, người lớn bảo sao thì em nghe vậy đi. Thôi, dọn và đi nhanh lên, nhanh lên. Này, làm cái gì đây? Bỏ xuống, nhanh. Cô mới chịu chỉ một tốt cho mày thôi thì mới bảo mày không dọn vào tí nữa công an đã đến người ta gô cổ mày lại đấy. Đúng rồi đấy. Bị gô cổ hay không thì không liên quan đến hai người. Hai người rảnh việc quá ấy, thì về lo chuyện của nhà mình đi. Con danh này, mày láo nhờ. Mời hai người về cho tôi còn bán hàng. Thôi, mình có ý tốt, nói như người ta không nghe thì thôi, kệ, mình đi về. Đây là quán nước trưởng thôn tìm cho tôi, có giấy đăng ký đàng hoàng, hai người là cái thá gì? Đi vậy. Sáng ra là hãm. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ con xoa này không trị được mày à? Đi. Ơi, chị gái xinh đẹp đi đâu về? Cái thằng nửa mùa này nó phải tránh ra. Thằng em hỏi thăm tí mà bày chị cáu đấy. Tao không thích ấy, được chưa? Làm sao để xử con đi bây giờ? Con nào lại chơi chị em? Thì cái con thuê trọ gần nhà bà Hường chửi thuê đấy. Lại con chó để đấy. Mẹ, nó chơi tao mấy bố rồi đấy. Nó pha thì em chị tí mất cả giống không nhỉ? Thế mày còn đợi gì nữa? Mày không cho nó một trận đi. Đi, chị em sẽ xử nó luôn. Khoan. Không thể dùng vũ lực với nó được. Bây giờ phải dùng cái này. Thằng ấy khá. Không ngổ danh là đi theo anh. Thế kế hoạch là gì em? Em không biết. Tao tưởng mày thế nào? Lại đây, nghe chị mày nói đây. Không đi. Ok, đi luôn. Đi vào trước đi, mày em anh, mày vào trước đi, mày để anh vào trước. Đi vào đi. Ây giời. Chào chị đẹp. Mới mở quán mà chả thấy bảo tụi em gì cả. Sáng ra đường gặp bà Hường có khác, hãm thế. Xin lỗi bà chị nhá, hôm trước là em hơi quá. Không dám. Ây giời, bà chị càng thế nhỉ. Hôm nay bọn em sang đây là có thiện chí. Mình ở cùng làm với nhau là không được bất đồng. Mà người ta đã bảo rồi, bán anh em xa mua cái giếng làng, chị ta mua cái láng giềng gần. Đấy, chị xem có đúng không? Nha.
Đúng với chị ạ. Đại ca em tuy hơi ngu nhưng mà nhiều lúc nói mấy câu đúng phết đấy. Từ giờ trong làng này nhá, thằng nào bắt là bà chị cứ bảo bọn em xử lý hết nhá. Chả dám, cả cái làng này thì ai bằng hai cậu. Thế hai cậu uống đi. Bà chị cho hai ly trà chanh không đường. Được rồi, uống đi. Em xin. Đúng là chị đẹp của khác, phả lược ngọt như chị. Cảm ơn. Uống đi, uống đi, uống đi. Chi, cho em xin thêm gói hướng dương. Đây, ăn đi. Ai, ui đại ca, đau bụng quá đại ca. Ừ, sao đấy? Ui em đau bụng quá. Đau thế nào? Biết rồi, đau bụng quá. Một chó này, mày đồ cái em của tao đúng không? Mày cho anh em tao uống nước bất vệ sinh đúng không? Hai đứa chúng mày cứ diễn đi, tao ngồi đây xem. Để tao báo chính quyền xem mày có ra mồm được không? Ui em đau quá đại ca ơi. Điện vào. Nặng thế. Có cần bà đây nhấc dậy hộ không? Hay ra kia tao móc họng cho. Ui anh ấy chị ấy đòi móc họng em anh ơi. Ôi trời ơi làng nước ơi, con này nó bán đồ bất vệ sinh nè. Mọi người ơi, vô cổ nó lại đi. Chị Phương, chúng tôi đã có đầy đủ tang chứng, vật chứng ở đây. Chị mau ký ấy bà nhận tội. Biên bản nào, biên bản này, biên bản này. Chó này. Chị. Tao sẽ gọi cấp cứu cho bạn mày vào viện. Sau đó sẽ báo công an. Khỏi cần chúng mày phải gọi. Bây giờ thế nào? Mày có đưa bạn mày đến viện không? Trả lời. Chị đâu. Alo, ở đây đang có người cần cấp cứu. Đến ngay đầu làng ven sông nhá. Ôi chị ơi, em biết đau bụng rồi. Chắc là tại quay mùi vệ sinh ấy. Hiểu nhầm. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh em nóng đấy, cứ bình tĩnh. Chị tổng đài ơi, chỉ là hiểu nhầm á chị nhá. Nghe cho kỹ đây này. Con này không dễ chơi đâu. Để yên thì sống, còn muốn va chạm ấy thì đây không ngán một ai đâu nhá. Làm như thế, thế không phải là vì bà mới là vì thằng con à? Bà thử nói xem. À,
Ai mà biết được với ông ấy, có khi là con đứa nào nó ở ngoài kia nó chờ đợi ông sẵn rồi ấy. Đừng có bảo vớ bà ông bẩn nhá. Tôi nói sai chắc. Chả thế thì sao? Ông làm sao? Bỏ cái chân xuống, nói chuyện tôi mà để chân lại. Ừ, có thích để đấy thì làm sao? Con chào bố mẹ, con đi học đi ạ. Ơ kìa, chưa ăn cơm mà, đã đến giờ đâu con? Dạ thôi, để con lên trường mua gì ăn tạm cũng được, con lên sớm để con ôn bài ạ. Ơ, cái thằng này. Đấy, tại ông ạ. Con tại bà ấy. Tại ông ạ. Chị, cho em cốc trà chanh ạ. Ừ, em ngồi đi, chờ chị chút. Đây của em đây. Mà em đi học đấy à? Dạ vâng ạ. Thế từ hôm đấy đến giờ, cái thằng lưu manh kia có bắt nạt mấy đứa nữa không? Dạ không ạ. Ờ, giờ chị mở quán nước ở đây. Nó mà dám bắt nạt mấy đứa nữa thì cứ bảo chị xử đẹp cho nhá. Dạ, mà chị tên là gì ạ? Chị tên là Phương. Vậy chị sẽ ở đây luôn phải không ạ? Ờ, chị cũng đang tính thế. Bố em là trưởng thôn ở đây đấy. Nếu mà chị có cần gì giúp đỡ thì cứ bảo em hoặc bố em là được. Ồ, trùng hợp quá nhở. Thế hóa ra bố em là chú Lâm à? Chị cũng được bố em giúp đỡ mấy lần rồi. Cái nhà chị đang thuê với quán nước này cũng là bố em giúp chị đấy. Nhìn bố em ghê thế nhưng mà hay giúp đỡ mọi người lắm chị ạ. Ồ, nhắc đến tao đến luôn. Chị ơi, em gửi tiền, em đi học đấy ạ. Ồ, này, thừa tiền rồi. Thừa tiền à? Ôi trời. Chú lại làm cháu giật mình rồi. Đây này, thằng Tùng nhà chú vừa uống nước ở đây xong không lấy cả tiền thừa ấy này. À, cái thằng này láo nhờ. Đi học không đến nơi đến chốn còn la cả quán xá. Tí chú tịch thu luôn. Mà thế nào chú thiêng thế? Vừa mới nhắc đến đã thấy có mặt ở đây rồi. Sau này á, khéo thấy khói là chú lại lên chú nhờ. Hương ơi. À, chị Hương ơi. Chị Hương. Ơ, cái bà này không biết làm gì không biết. Ờ, chị Hương ơi. Ơi. Ôi dồi ôi, ra đây em nhờ tí. Cái gì thế? Đây, ra đây, ra đây. Nghĩ từ hôm qua đến giờ em vẫn thấy cứ cay cay chị ạ. Làm sao để xử triệt để con đấy bây giờ? Thế mày không thấy sự lợi hại của nó hôm trước à? Có ngon ăn được nó không? Con đấy á, nó ăn may thôi, chứ một đống người chẳng hết lại không xử được nó. À, tao có ý này, phá đám nó chắc là vừa lòng mày đúng không? Hôm trước á, tao có ít quả thối, nếu mày thích á, sang lấy ít về mà dùng. Ai chả, được quá nhở. Thế thì á, em với chị đi xử nó thôi, cho nó biết mùi. Ấy, từ từ đã. Sao thế? Em mà em cay lắm rồi đấy. Phải mang cả quạt đi, nhớ là phải đeo khẩu trang nhá. Mang quạt á? Mang quạt đi làm gì hả chị? Ôi giời ơi, mày ngu lắm em ạ. Đốt lên thì phải quạt ra hương nó, cho nó hít mùi chứ. À, đúng rồi. Đúng rồi, chị Hương của em có khác. Ừ, mày trinh cướp cháo chị ơi. Ôi giời, trông thân thiết chưa kìa. Trông ngứa tiết không, cái đồ cẩu nam nữ này. Em á, cho chúng nó một trận. Ấy, phải bình tĩnh. Mày là cái gì? Kéo lại lẻ hỏng hết mọi việc bây giờ. Tao vừa điều chỉnh hướng gió, mình sang bên kia gần gần một chút, vừa đủ không khí nặng tiến đến mục tiêu, vừa có bụi che chắn không bị phát hiện. Chị nói có lý đấy. Đi đi. Mà chú nói cho mày biết nhá, ngày xưa chú ấy là hơi bị nhiều con gái theo đuổi đấy. Dạ vâng. Chú hả? Chú ngửi thấy cái mùi gì không? Ý mày là bảo có mùi thuốc nổ tại vì tao nổ quá rồi. Không, có cái mùi gì thật mà. À, hình như có mùi gì thun thủm thật đấy. Thôi chị quạt đi, em mệt quá. Ôi dồi, thôi chết rồi chú ơi, có khí độc rồi, chạy đi chú. Mày hơi bị coi thường chú ấy nhá. Ôi, tùy chú muốn làm gì làm, cháu đi chuẩn bị ít tiền vàng cho chú nhá. Ôi, con danh kia chạy con chết rồi chị ạ. Cháu mày chết, ngang với bọn bà mày à. Ôi dồi, quạt đi lên chưa. Thiên sư thằng nào đốt quả thối làm ông không tâm sự được người gái. Ha 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 ha
Thi cả thất lỗi sao? Tao mà kệ, tao phải về tao.